Xin kính chào tất cả mọi người, hôm nay trở lại kênh YouTube Lê Khoa Audio. Chúc tất cả một ngày mới tốt lành. Và tiếp tục trong clip ngày hôm nay, Khoa giới thiệu với anh em một bộ ghép, trong đó gồm có một Connelly Fisher rất là quen thuộc, và đặc biệt là cái cặp loa. Cặp loa đến từ một thương hiệu của Mỹ mà có thể nhiều người sẽ chưa biết, đó là loa Avis. Thì cái cặp loa này Khôi cũng đã từng bán anh em, model này 101 Khôi cũng từng bán rồi. Cũng như là trên kênh YouTube của Khôi thì cũng có vài cặp loa hạng này, nhưng mà trên thị trường thì cũng ít ai bán anh em. Đó là cái sự khác biệt mà Lê Khoa Audio muốn mang tới cho tất cả người chơi, một cái sự mới mẻ, một cái gì trải nghiệm mới anh em nha. Thì anh em có nhu cầu thì cùng với Khôi mình sẽ xem clip ngày hôm nay. Một cặp loa rất là bình dân, rất là rẻ tiền anh em. Nó rẻ hơn AR4 luôn nha. Nói vậy đi để cho anh em có một cái chút cảm hứng để mình xem cặp loa. Nhiều anh em nói ở đầu clip Khôi không có nói mức giá, đến khi xem xong rồi hụt hẫng, vì nhiều lúc nó quá nhiều tiền so với suy nghĩ. Thì hôm nay Khôi báo luôn, đó là giá dưới 10 triệu nha. Rồi thì và thêm một lưu ý nữa, đây là cặp loa dùng để nghe nhạc vàng. Nếu anh em nào thích nghe nhạc như KLH, như loa KLH, như loa AR mà chưa với tới, chưa đủ tiền, thì anh em hãy sở hữu ngay cặp loa này. Nghe xong rồi thì chắc chắn luôn anh em, không phải suy nghĩ nữa, mình sẽ bỏ ngay cái ý định là sẽ chơi AR. Tại vì loa này nó được cả chất âm lẫn cả nhìn, nhưng mà nó chỉ có cái là thu cái thương hiệu thôi, thu cái Avis với cái chữ AR thôi nha. Bây giờ thì mời anh em cùng với Khôi mình sẽ để xem những cái thông tin ngày hôm nay. Đây mọi người, Khôi mở nhỏ nhạc lại một tí nha. Thì Khôi sẽ quay cho anh em xem cặp loa. Cặp loa này được thiết kế theo dạng hình vuông nè, hình vuông ha. Chiều cao của nó thì ước chừng của nó khoảng 70 đi nè, có nhớ không nhầm là như vậy. Nó hơn 70 rồi nè. Có từ phía dưới lên thì nó khoảng gần 80 rồi ha. Và đặc biệt là loa rất là đẹp. Mặt trên của như mặt dưới nè, mặt trên này ha, xung quanh nó đều là như vậy. Đó. Rồi, nó có tất cả là 3 mặt lưới nè. Một mặt ha, hai mặt và đây 3 mặt. Đó. Lưới rất đẹp anh em ha. Cái này là lưới zin anh em, zin. Ở Việt Nam không có lưới này anh em nha. Không có lưới này, lưới zin. Rồi, tem zin luôn anh em, tem có chữ Avis này, tem nổi lên tem zin luôn ha. Rồi đẹp. Đó là về hình thức. Thì Khôi sẽ từ từ gợi lưới ra luôn nha. Gợi lưới ra luôn thì để anh em cùng xem. Đây. Đó, mình sẽ lật ra hết 3 cái mặt cho anh em cùng xem luôn. Rồi sẽ gỡ luôn 3 mặt này. Rồi ok. Gỡ ra 3 mặt. Đây anh em này. Đây là 3 mặt lưới ha. Rất là đẹp. Đây các cái đinh bấm là đinh vàng ha. Ngày xưa họ bấm vậy, nó tới đâu họ bấm tới đó. Chứ không có giống như bây giờ là cắt đẹp. Rồi. Thì về thiết kế anh em. Về thiết kế thì mình mới nhìn mặt trước thì mình thấy một bát 20 ha, bát 20. Bát giấy huyết này, giấy tím á, nhìn thực tế là màu tím nha. Rồi mũi giấy này, râu lồi. Nhưng mà nó là dòng gân cao su, nó giống với xì cốt Dinaco. Nó sẽ cao su nhưng rất là mềm anh em nhìn nè, đưa nè. Không. Nhìn cái màng này mềm và bát nó còn sâu nữa. Đánh bát so với AR nó bỏ xa AR nè. Rồi. Cái mặt này là mặt nhung nị nè. Mấy cái chỗ này là lâu ngày á, nằm ở ngoài á. Nó nằm ở ngoài rồi nè. Đó, nên nó có những cái này mình chơi được anh em nhá. Rồi, cái chép này thì nhìn là biết rồi. Nó không khác gì những cái chép sử dụng trên các cái dòng loa của Mỹ, RSL này, Marantz này, rồi sử dụng trên nhiều cái loa của Mỹ anh em nha. Đó. Đây, hai bên hông anh em có thêm một cái siêu chép nữa. Siêu chép mà anh em. Nghe rất là sướng luôn ha, có thể mở thử anh em nghe này. Nhưng em nào ơi cho em nhiều quá. Đó. Lỡ một lần say từ nay xin trôi từ. Nhưng em nào
Đó, anh em nghe thử không? Nghe rất là mềm, sâu và bén ha. Đó. Rồi cái cọc loa thì nằm ở dưới. Cọc loa nó là xít dây anh em. Nó giống VAR xít bằng ốc nha. Đó. Thì Khôi không cần phải quay dưới nha. Cái mặt sau thì nó giống mặt này, nó không có loa. Đây. Đó, mặt sau là mặt này anh em, không có loa ha. Đó, rồi. Đánh giá chung cọc loa rất đẹp anh em. Chưa lau chùi nhưng mà rất là đẹp nha. Thì ngoài cái việc nó độc đáo, nó để trưng bày thì nghe nhạc vàng rất là hay. Đó. Đảm bảo với anh em như vậy, nghe Tân Vũ, nghe và kể cả Bolero luôn anh em. Đây. Tại vì sao ở dưới này nó có một cái lỗ bát anh em. Có lỗ bát. Anh em cứ để ý những cái loa mà có lỗ bát này thì nó sẽ nghe tiếng bát lúc nào nó cũng sâu và nông hơn ha. Đó, ok ha. Thì tất cả giống nhau nên Khôi tính không tháo, nhưng mà tháo luôn cho anh em cùng xem nè. Để anh yên tâm ha. Anh yên tâm là nó đây nè. Đều có chép ha. Tất cả đều là zin, còn chưa tháo ốc ra luôn nha. À, cặp này Khôi còn chưa bung ốc luôn anh em. À, nhìn chưa bung ốc này. Đó. Bên này cũng vậy nè. Có một tay à, một tay quay, một tay này. Đó. Đó, anh em thấy không? Đó, rất tuyệt vời ha. Loa rất đẹp, vuông vức ha, không bể nở. Rồi, đó là cái phần giới thiệu. Thì cái phần phối ghép thì anh em cũng nhìn thấy rồi. Khôi đang ghép với một con âm ly đến từ hàng Fisher. Đó. Thì ngoài ra anh em có thể ghép với San Chui. Lúc mà Khôi có cái con San Chui 1000X á, Khôi ghép rất là hay. Hoặc là 5000A. Đó. Hoặc là anh em ghép với các dòng bán dẫn mà nó là cổ sò sắt. Số 5 tù thì càng hay anh em. Số 5 tù á thì nó quen thuộc với người chơi Việt Nam. Vì nó có cái đồ mộc mạc, có đồ chậm rãi để khi mình nghe nhạc vàng. Đó. Đó, một vài cái thông tin như vậy. Thì anh em cứ dựa vào như AR mà mình ghép thôi. Không cần âm ly công suất quá lớn. Tuy nhiên là cần âm ly nó hợp nha. Sâu sắc. Số 5 tù là hợp nhất. Và cũng có thể đánh đèn. Đèn vẫn đánh được. Nhưng mà đèn thì mình sẽ nghe phần âm acoustic. Trung âm thì nó rất là tuyệt vời. Nhưng mà đèn thì trầm nó sẽ mỏng hơn. Tùy anh em lựa chọn là mình sẽ nghe nhạc gì. Mình sẽ ghép với con âm ly đó nha. Còn anh em nào... có nhu cầu phối ghép cả bộ thì cũng alo cho Khôi. Mình sẽ dựa vào những cái sở thích của anh em, mình sẽ tư vấn nó dễ dàng hơn. Rồi, cuối cùng là cái mức giá anh em, 9.500.000. Thật sự là quá rẻ luôn. So với một cặp loa về từ Mỹ như thế này, một cặp loa thương hiệu Mỹ, thiết kế là bass 20, một ba cái loa chép, thường vuông vức luôn. Thật sự là ấn tượng anh em. Ấn tượng về cả thiết kế cũng như là về chất âm. Và cuối cùng là giá rất là rẻ, cũng vì do cái thương hiệu. Ở Việt Nam nó không có nhiều, nên mình cứ nhập vào bao nhiêu thì mình cân đối và mình bán ra bấy nhiêu. Chứ mình không có làm giá được anh em. Đó là về cái mặt hàng độc lạ nó như vậy. Rồi, Khôi xin cảm ơn và hẹn gặp lại em những clip sau. Anh em nhớ click vào nút đăng ký, bật chuông để thường xuyên nhận được những cái sản phẩm mới nhất, những cái thông tin mới nhất tại kênh YouTube Lê Khôi Audio. Khôi xin chào và hẹn gặp lại. Hãy subscribe.
cho tình cờ anh lính làm thơ. Lời thơ em như hơi thơ khi em nguyện chờ một người còn xa. Tôi đã quên rồi chuyện đi và quên xa anh đêm. Ngọn không diều quý tôi nào nghe thấy lạnh trong tôi, chỉ thương em gái quê hương trong nắng xuân hồng thiếu người thương. Em ơi em khi chiến tranh dài xa nhau từng ngày và xa cả you.